Xin chào anh em và bà con. Hôm nay chủ đề hôm nay tôi xin giới thiệu anh em bà con một cái sản phẩm mới, một cái sản phẩm men tiêu hóa đa chức năng. Đây một cái loại men mà bà con mình có thể dùng hàng ngày. Có thể dùng hàng ngày để cho tôm cá ăn, để bổ sung men tiêu hóa và làm cho tăng sức đề kháng cho tôm cá để phòng một số bệnh về đường ruột, phân trắng và gan tụy cho tôm cá. Một cái chức năng nữa của cái dòng men này mà bà con mình nên để ý tới, đây là một cái dòng men mà không những nó giúp để tăng được cái tỷ lệ sống cho động vật thủy sản như tôm cá nuôi, mà nó một cái dòng men mà nó có, bà con mình nên để ý là nó có thể kết hợp với các loại thuốc kháng sinh, những loại thuốc phòng trị bệnh trên tôm cá. Thì đây là một cái dòng men mà đã tạo ra enzyme rồi, thì bà con mình nên trộn vào để ví như dòng thuốc đặc trị để cho cái quá trình điều trị nó trở nên thuận lợi hơn và nó làm cho cái quá trình điều trị nhanh hơn. Và nó cái dòng men này khi chợ vào thì nó giúp cho con tôm đỡ nóng hơn bởi những cái dòng thuốc kháng sinh, những dòng thuốc điều trị bệnh. Nó làm cho quá cho cái nó bảo vệ được cái đường ruột cho con tôm, con cá. Nó bảo vệ được gan tụy cho tôm cá khi mà mình phải dùng những cái dòng thuốc đặc trị dài ngày. Những cái dòng thuốc đặc trị dài ngày nó rất là nóng và nó làm cho con tôm cá trở nên rất là hại sau quá trình điều trị và nó không giải độc kịp. Thì cái dòng men này ngoài tác dụng của nó là bổ sung men thì nó còn là một cái sản phẩm tốt để kết hợp với các loại thuốc phòng trị bệnh trên tôm cá, đặc biệt là kháng sinh. Và bà con mình cho ăn thường xuyên kèm với kháng sinh như vậy ấy, thì làm cho cái đường ruột hệ tiêu hóa của con tôm con cá nó phát triển bình thường và tôm cá vẫn lớn nhanh, vẫn nhảy sai như bình thường, không làm cho con tôm cá bị còi, bị chậm lớn bởi kháng sinh và những thuốc đặc trị, và tôm cá của bà con mình vẫn nhảy sai, đặc biệt là tôm vẫn nhảy sai bình thường, không bị còi cọc, không bị chậm lớn. Thì đây là một cái dòng men mà chi phí nó rất là phải chăng, mỗi một gói này là 1 kg. Thì một gói 1 kg này chúng tôi đang bán ra 150.000 và chúng tôi xin ship hàng toàn quốc cho anh em mình, ship hàng toàn quốc nhé. Và anh em mình có nhu cầu chỉ gửi cho tôi điện thoại, số điện thoại, địa chỉ, hoặc là liên hệ với tôi bằng cái số điện thoại trên màn hình, hoặc là anh chị em mình có thể comment ở ngay dưới video này thì chúng tôi sẽ cho người ship hàng cho bà con mình theo hệ thống giao hàng tiết kiệm rất là nhanh, chỉ trong ở xa thì khoảng 3 ngày, ở gần thì chỉ khoảng 1 2 ngày thôi là bà con mình có thể nhận được hàng. Và bà con mình tôi tin chắc rằng đây là một cái dòng men mà khi bà con mình đã dùng rồi để ăn phòng nó hàng ngày, ăn phòng thường xuyên thì hệ tiêu hóa con tôm rất là khỏe, đặc biệt là bà con mình để ý những cái đường phân của con tôm, con cá khi nó thải ra nó tạo thành khuôn phân, nó thẳng và đường ruột lúc nào cũng thẳng rắp, nó tạo thành khuôn phân và phân nó rất là đẹp chứ không phải là một dòng men bình thường. Và chi phí bà con mình chi ra một gói men này nó rất là phải chăng, như vậy ấy, thì bà con mình sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền với những dòng men khác. Và thứ hai nữa là cái dòng men này đến lúc khi cần bà con mình có thể dùng kết hợp với lại những cái dòng thuốc kháng sinh, những cái dòng thuốc đặc trị bệnh trên tôm cá rất là tốt. Và những cái dòng men này ấy, thường ra thì bà con mình có điều kiện nên ăn thường xuyên, ăn thường xuyên nó thì nó cũng làm cho cái hệ tiêu hóa nó ổn định và con tôm con cá ít bệnh hơn hẳn, tỷ lệ sống cao hơn hẳn. Để sau đây tôi xin quay kỹ để cho bà con được hiểu được cái dòng men này. Cái dòng men này là một cái dòng men mà đã được cấp phép lưu hành, không phải là men trôi nổi bà con mình nhé. Và cái dòng men này tôi nói lại là ngoài tác dụng nó là men tiêu hóa, vì nó là một dòng men đa chức năng mà, nó là dòng men tiêu hóa, nó cung cấp cho dinh dưỡng cho tôm cá, tăng được tỷ lệ sống và giúp tôm cá lớn nhanh, ăn khỏe. Và một cái nữa là đặc biệt của cái men này là nó trộn được với những dòng thuốc đặc trị bệnh trên tôm trên cá, đặc biệt là có thể kết hợp với kháng sinh để làm cho cái hệ tiêu hóa nó không bị còi cọc, làm cho con tôm cá không bị còi cọc và hệ tiêu hóa ổn định sau quá trình mà mình dùng dùng thuốc. Và nó cái men này nó cũng giúp cho con tôm con cá được đào thải được những cái độc tố từ kháng sinh, từ thuốc đặc trị ra ngoài cơ thể nhanh hơn và làm cho con tôm con cá phục hồi nhanh hơn. Và đây là cái dòng men mà khi bà con mình kết hợp với những dòng thuốc kháng sinh ấy, thì nó cũng có thể tạo ra những cái chất nó bám dính để cho kháng sinh bám dính vào thức ăn tốt hơn và nó làm cho cái kháng sinh đỡ bị thất thoát, những cái dòng thuốc vitamin đỡ bị thất thoát ra khỏi cái bề mặt của thức ăn.
thì bà con mình có nhu cầu cái loại men tiêu hóa này gọi cho tôi sẽ gửi cho bà con. Trong thời gian đầu bà con mình chưa tin tưởng chất lượng men ấy, bà con mình chỉ đặt một gói thôi để bà cho mình kiểm tra. Khi là bà con mình anh em mình cảm thấy mà men này mà tin dùng được rồi ấy, thì anh em mình nên mua số lượng nhiều, tôi sẽ giảm giá cho, và mua số lượng nhiều giảm giá cho bà con mình, thì bà con mình sẽ được những cái dòng men tốt nhất mà hiệu quả nhất và cái chi phí nuôi sẽ thấp nhất. Thì đây là cái dòng men là bà con mình chỉ có trải nghiệm rồi thì bà con mình mới biết tác dụng của nó, chứ còn nếu mà chưa trải nghiệm thì chị con mình sẽ chưa hiểu được. Đặc biệt là cái dòng men này khi mà anh chị em mình, tôi nói lại là anh chị em mình ăn thường xuyên sẽ để ý lại cái hệ tiêu hóa bằng những cái đường phân, cái phân thải ra của tôm, của cá, đặc biệt là của tôm. Bà con mình để ý cái đường phân thải ra nó rất là dài thẳng và nó tạo thành khuôn phân chứ nó không bị nát phân nhá. Đây một cái dòng men mà cái công nghệ này là tôi cũng thấy rằng là cái công nghệ mà cũng thuộc loại công nghệ tiên tiến mà nó lại làm cho chi phí nuôi của bà con mình sẽ rẻ đi. Thì bà con mình nên nhớ rằng là cái men này chúng tôi đang bán ra thị trường là 150.000 một gói. Nếu bà con mình mà có nhu cầu mua số lượng nhiều hãy liên hệ với tôi để tôi cho có chính sách tốt nhất để giảm giá cho bà con mình, để bà con mình có cái dòng men này để dùng. Vì cái dòng men này chúng tôi cũng không có nhiều nên là bà con mình có nhu cầu hãy liên hệ với tôi qua số điện thoại trên màn hình, hoặc là có thể comment ở dưới cái video này để tôi biết được cái nhu cầu của bà con, hoặc để lại số điện thoại chúng tôi sẽ gọi lại cho bà con. Và ban đầu bà con mình có nhu cầu mà thử men ấy thì cũng gọi cho tôi để mua một hai gói thôi chứ không cần phải mua nhiều, để bà con mình kiểm tra chất lượng, để tôi hy vọng là sẽ giúp bà con mình lâu dài chứ không phải là bán một hai gói men cho bà con. Tôi xin chân thành cảm ơn bà con đã theo dõi video của tôi, clip của tôi xin chân thành cảm ơn.